Chúng ta sẽ cùng đến với chuỗi 20 ngày ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đồng hành cùng các sĩ tử 2K4 của cô. Và hôm nay là buổi live số 7 hay số 8 gì đó, cô không có nhớ rõ. Đấy, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn lại và ôn lại truyện ngắn vợ chồng A Phủ. Đối với truyện ngắn vợ chồng A Phủ ấy thì cô sẽ có một cái cách tiếp cận khác. Nếu như mà trước đây là chúng ta sẽ tiếp cận theo tình huống truyện, theo mạch truyện thì cô lại tiếp cận truyện ngắn vợ chồng A Phủ theo một hướng khác. Đó, có nghĩa là tổng kết cái bảng này, có nghĩa là đi hết được về nhân vật mị rồi đấy ạ. Và buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi nói về nhân vật mị, và buổi sau thì chúng ta sẽ đi về nhân vật A Phủ và các vấn đề thuộc về truyện ngắn vợ chồng A Phủ. Đối với trước khi vào buổi học thì cô muốn hỏi sang là âm thanh hình ảnh đã rõ chưa ạ, để chúng ta có thể bắt đầu buổi học một cách tốt nhất. Alo, hello các bạn. Trời ơi, cô livestream muộn một tí bởi vì cô phải quay nốt cái TikTok. Đấy, sau khi kết thúc livestream xong thì sẽ có một cái TikTok mới lên sóng. Nên các bạn nhớ chờ đợi và ủng hộ kênh TikTok của cô nhé. Cô cũng không nghĩ rằng là cái livestream TikTok của cô lại có nhiều người ủng hộ như thế. Đấy, bởi vì trời vừa mưa vừa xem cô live thì có điều gì tuyệt vời hơn. Ok, cô cảm ơn tất cả các bạn. Vợ chồng A Phủ sẽ quay lại sau 11 năm nữa. Ừ, thế à? Quay lại sau 11 năm nữa hả? Cô live muộn một tí bởi vì cô phải quay cái TikTok để đăng cho các bạn. Cô không nghĩ rằng là một cái TikTok trong một cái tình trong một cái hoàn cảnh rất là bất ngờ mà cô đạt đến 11 lượt à 11.000 lượt xem trong vòng một ngày đâu. Cái kênh TikTok cô là một cái kênh nó rất là buồn chán, nó chả có cái gì cả. Đấy, ok ạ. À, rồi, chúng ta sẽ vào buổi học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ vào buổi học ngày hôm nay. Trước tiên thì về nhà văn Tô Hoài. Nhà văn Tô Hoài thì các bạn chỉ nhớ giúp cô, nhà văn Tô Hoài là một là cây bút có sức sáng tạo dồi dào bậc nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông là cây bút chúng ta đã biết về ông qua Dế Mèn Phương Lưu Ký, nổi danh tất cả thế giới rồi và được dịch dịch qua rất là nhiều thứ tiếng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần phải mở rộng hơn cái tầm hiểu biết của mình và chúng ta cần phải nghiên cứu hơn về một nhà văn có sức sáng tạo dồi dào như thế, thì cái nguồn cảm hứng nào đã cho ông cho ra đời những cái tác phẩm mà hơn gần trên dưới 200 đầu sách, hơi trên dưới 200 đầu tác phẩm, thì chúng ta cũng phải đi tìm hiểu về nhà văn này và các tác phẩm của ông thì có cái gì lôi cuốn chúng ta mà hấp dẫn chúng ta đến như thế. Và đối với nhà văn Tô Hoài thì các bạn cần phải nhớ cho cô như sau: nhà văn Tô Hoài là một trong những cây bút đấu tranh để nói ra sự thật, và Tô Hoài quan niệm rằng viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật, đã là sự thật thì không hề tầm thường, cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc đó. Và chính từ cái quan điểm đấy thì những cái tác phẩm đặc biệt là viết về hiện thực cuộc sống cũng như là số phận của những người lao động miền núi được thể hiện một cách chân thực nhất và để lại cho chúng ta những cái sự cảm thông, để lại cho chúng ta những sự đau xót, mà đến ngày hôm nay khi chúng ta đọc Vợ chồng A Phủ chúng ta vẫn cảm thấy rưng rưng một cái nỗi niềm gì đó trước cái sự trước nỗi đau của những con người sống trong một cái xã hội, sống trong một cái giai đoạn nó ác liệt như thế. Nếu như mà truyện ngắn Vợ nhặt để lại cho chúng ta cái sự thương xót về những con người mà đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, thì khi đến với Vợ chồng A Phủ thì chúng ta cũng cảm thấy trái tim mình rung động hơn khi chứng kiến những cái nỗi đau, nỗi thống khổ của người lao động miền núi. Họ bị chà đạp, họ bị áp bức, họ bị đối xử một cách vô cùng tàn ác, nhưng chúng ta lại khâm phục và đầy tự hào với những con người miền núi xa xôi kia. Họ vẫn giữ trong mình một ngọn lửa sống và một khao khát sống. Họ vẫn mang trong mình một cái sức sống tiềm tàng mà đến ngày hôm nay chúng ta cần phải khâm phục, và chúng ta cần phải có những áng văn, có những cái tình cảm đặc biệt dành cho họ. Và đó chính là vợ chồng A Phủ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nhân vật Mị, xem nhân vật Mị đã trải qua những nỗi đau gì và để lại cho chúng ta những cái cảm xúc gì. Thế nhá. Nó có nuôi dưỡng được chúng ta, có rèn cho chúng ta những cái tình cảm sẵn có và luyện cho chúng ta những tình cảm chưa có hay không? Và các bạn cái tự hỏi lại mình, tự tự hỏi lòng mình và tự hỏi trái tim mình xem là mình đã có những cái tình cảm gì sẵn có trước khi học truyện ngắn này, và chúng ta sẽ được rèn những cái tình cảm gì sau khi chúng ta kết thúc thiên truyện này. Thế nhá. Rồi, đối với nhân vật Mị thì các bạn nhớ cho cô như sau: cái bảng tổng kết này là tất tần tật những gì về nhân vật Mị rồi đấy ạ.
Đấy, các bạn để ý cho cô, nhân vật Mỹ, cuộc đời của nhân vật Mỹ ấy, thì trải qua các giai đoạn như sau. Thứ nhất là trước khi làm dâu. Thứ hai đó chính là sau khi làm dâu nhà thống lý Pá Cha. Thì Mỹ, cái cuộc sống của Mỹ như thế nào? Đấy, cuộc sống của Mỹ như thế nào? Thì bạn tìm hiểu giúp cô như thế này. Cuộc đời của nhân vật Mỹ ấy, thì trải qua đây, các mốc son như thế này. Các mốc son như thế này nhá. Thứ nhất đó chính là trước khi làm dâu nhà thống lý. Trước khi làm dâu nhà thống lý thì Mỹ là một cô gái tài năng, xinh đẹp, giàu nhân phẩm, hiếu thảo, yêu tự do, yêu lao động, thổi lá rất hay. Thổi lá cũng hay như thổi sáo và có rất nhiều người ngày đêm thổi sáo đi theo Mỹ. Đây chính là quá khứ tươi đẹp của Mỹ mà không bao giờ Mỹ có thể quên. Kể cả sau này, khi Mỹ đã trở thành một con rùa lủi lũi nuôi trong xó cửa, Mỹ đã bị tê liệt về nhận thức, tê liệt về tinh thần, đã bị ăn mòn hết tất cả những ký ức, thì đấy vẫn là một vùng ký ức đẹp. Và cuộc đời Mỹ bước sang một trang sử mới. Đấy chính là những trang đời đẫm nước mắt kể từ khi Mỹ bước chân về làm dâu nhà thống lý Pá Cha. Nhưng nếu như đấy là một cuộc hôn nhân hoặc là một sự lựa chọn của nhân vật Mỹ khi làm dâu nhà thống lý thì có lẽ nỗi đau sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng đau đớn thay, số phận của Mỹ lại là kiếp làm dâu gạt nợ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái cuộc sống làm dâu này, nó không phải là do Mỹ lựa chọn mà do số phận đã an bài. Có nghĩa rằng là bố mẹ Mỹ trước đây khi lấy nhau đã vay bố của thống lý Pá Cha bây giờ một nương ngô. Và sau đó thì hai vợ chồng làm để trả. Thì đến bây giờ người bố người già rồi vẫn chưa trả hết nợ. Và người mẹ thì đã qua đời rồi, số nợ vẫn còn nguyên như thế. Mỗi năm trả lãi hẳn một nương ngô, nhưng vẫn mang trong mình cái số nợ. Và đến bây giờ khi mà Mỹ đã đến tuổi thì thống lý Pá Cha có đến nói với cha của Mỹ rằng: cho tao đứa con gái này về nuôi, tao sẽ trừ nợ cho. Và khi nghe cái lời đó của thống lý Pá Cha, Mỹ đã rất là tha thiết và cầu xin bố. Bởi vì Mỹ vốn là một con người rất là yêu tự do, yêu lao động. Bây giờ Mỹ gả cho nhà thống lý với cái thân phận là làm dâu gạt nợ thì thật sự là nó không đúng như những gì mà Mỹ mong muốn, không đúng như những gì mà Mỹ khao khát về cuộc đời mình. Nên Mỹ đã tha thiết nói với bố: con nay đã biết quốc nương làm ngô, con sẽ làm nương giả nợ thay bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu. Chính cái câu nói đấy nó cũng thể hiện lòng khao khát tự do, yêu lao động của nhân vật Mỹ. Mỹ dẫu biết rằng cái món nợ truyền kiếp đấy bố mẹ Mỹ lấy nhau còn không trả được, đến bây giờ người bố về già rồi, người mẹ đã khuất núi rồi mà vẫn không trả nợ được, số nợ vẫn còn nguyên đấy, thì một mình Mỹ liệu rằng có thể trả được cái số nợ đấy không? Không. Dẫu biết như thế nhưng Mỹ vẫn cam tâm. Mỹ thà vất vả, Mỹ thà phải lao động làm lụng còn hơn là mất đi cái sự tự do, mất đi cái sự tự do của mình. Đấy, nhưng mà cuộc đời vốn dĩ không như những gì chúng ta nghĩ. Và số phận của con người thì đặc biệt là những người dân lao động miền núi, cái với cái áp chế của nó, thì Mỹ dù có yêu tự do đến đâu, yêu lao động đến mức nào thì cũng không vượt được qua cái tập tục. Và cái tập tục ở đây thì nói là không đúng với cái chế độ thực dân phong kiến miền núi lúc bấy giờ. Và Mỹ đã bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà thống lý. Vốn từ một cô gái xinh đẹp, giàu nhân phẩm, hiếu thảo, yêu tự do, yêu lao động, đầy khao khát sống như thế, sau khi về làm dâu nhà thống lý thì Mỹ chai sạn, Mỹ câm nín, Mỹ lùi lũi như con rùa nuôi trong số cửa. Mỹ không buồn chết. Trước khi mà về làm dâu nhà thống lý có hàng mấy tháng trời, khi mà làm mới đầu về làm dâu nhà thống lý, hàng mấy tháng trời đêm nào Mỹ cũng khóc. Đấy, Mỹ quỳ về quỳ lại cầu xin bố. Mỹ giấu nắm lá ngón trong tay để chết. Khi mà con người ta nghĩ đến chết có nghĩa rằng là con người ta đang rất khao khát sống. Bởi vì cái cuộc sống đấy nó không như những gì mà người ta mong muốn, nên người ta thà chết còn hơn là phải sống trong cái cuộc sống như thế. Và Mỹ từ một cô gái yêu tự do, yêu lao động, mất tự do, vẫn lao động, nhưng đấy chính là sự lao động của một tầng xiềng xích. Nên là Mỹ thà chết còn hơn là phải sống một cái cuộc đời như thế. Nhưng Mỹ đội chữ hiếu lên đầu. Người con gái của mảnh đất Tây Bắc dù trong tận cùng của đau khổ vẫn luôn đội chữ hiếu lên đầu. Và Mỹ quay trở về làm dâu nhà thống lý còn hơn là mang tội bất hiếu. Nhưng có một điều xót xa thay, đó chính là gì?
Đó chính là Mị quay trở về nhà, về làm dâu nhà thống Lý, bởi vì Mị thương bố. Mị không muốn bố già rồi mà vẫn phải gánh nợ trên vai, không muốn những quãng ngày còn lại của bố phải sống trong cái sự đau khổ như thế, nên Mị quay trở về làm dâu gả nợ cho nhà thống Lý. Vậy có nghĩa rằng cái sự ràng buộc để cho Mị quay trở về làm dâu nhà thống Lý là bố. Nhưng có một cái điều đau đớn thay là lần lần mấy năm sau, mấy năm qua bố Mị mất, Mị cũng tưởng rằng mình không thể ăn lá ngón tự tử được nữa. Có nghĩa rằng là cái ý niệm về cái chết trong đầu Mị đã không còn nữa, mà Mị bây giờ chỉ là một cô gái chai sạn, câm nín, lùi lũi, không buồn chết, không nói không rằng. Và Mị bây giờ chính là sự hiện thân của sự tê liệt. Tê liệt về thể xác, tê liệt về tinh thần. Mị cuốn mình trong một cái vòng xoay, đó chính là công việc. Suốt năm, suốt tháng, suốt ngày, suốt mùa như thế, hết giặt đay, xe đay, rồi chẻ củi, cõng nước từ dưới khe suối lên, lúc nào cái mặt cũng buồn rười rượi. Đó, và lúc nào cũng cuốn một cái sợi đay. Đấy, tước, 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 quay, 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 làm từ hết năm này đến năm tháng, ngày này qua tháng khác, suốt năm như thế, suốt đời như thế. Và Mị nghĩ rằng bây giờ Mị không phải là một người con gái nữa. Vốn dĩ trước đây Mị là một cô gái tài năng, xinh đẹp, giàu, nhân phẩm, yêu tự do, khao khát, thích thổi sáo. Bởi vì khi người ta còn yêu đời có nghĩa là người ta hát và người ta thổi sáo. Nhưng Mị bây giờ không còn ý niệm thổi sáo và cũng không còn nghĩ gì đến tiếng sáo nữa. Mị bây giờ chỉ mang trên mình như một con robot. Đấy, chỉ biết làm việc với những công việc lặp đi lặp lại quanh năm, suốt tháng, suốt mùa như thế, đến bao giờ chết thì thôi. Còn một cái điều cay đắng hơn cả nỗi đau về thể xác và nỗi đau về tinh thần, đó chính là Mị bây giờ nghĩ rằng, Mị nghĩ rằng mình là con trâu, mình là con ngựa. Con trâu, con ngựa, đấy, phải suốt đời đi theo cái gót chân của chồng mà thôi. Con trâu, con ngựa nó làm còn có lúc. Đàn bà con gái nhà này làm cả ngày lẫn đêm. Vậy cái nỗi đau lớn nhất ở đây không hẳn là cái nỗi đau về thể xác. Người ta nói rằng là nỗi đau thể xác không bao giờ lớn bằng nỗi đau về tinh thần. Nhưng đối với cô Mị, nỗi đau về thể xác và nỗi đau tinh thần không đau bằng nỗi đau đã bị cường quyền, thần quyền và những hủ tục của người dân miền núi ăn mòn đi nhận thức. Bây giờ không nhận thức mình là một người con gái nữa, cũng không nhận thức về sức sống của mình nữa, cũng không nhận thức về cái chết của mình nữa. Khi nào con người ta muốn chết, có nghĩa rằng là con người ta còn khao khát sống. Khi nào con người ta muốn buông bỏ cái cuộc sống hiện tại, nghĩa là người ta còn đang rất khao khát sống. Nhưng Mị bây giờ còn không nghĩ gì đến hiện tại, không nghĩ gì đến tương lai, không nghĩ gì đến bản thân mình. Có nghĩa rằng là cô ấy đã rơi vào một ngưỡng cửa là tê liệt về thể xác, tê liệt về tinh thần và bị ăn mòn về nhận thức. Và đấy chính là cái hình ảnh cô Mị sau khi làm dâu nhà thống Lý. Đấy chính là hình ảnh cô Mị sau khi làm dâu nhà thống Lý. Được chưa ạ? Vậy bây giờ cái mà người ta có thể khai thác các bạn ở đây đó chính là gì? Cái người ta có thể khai thác các bạn ở đây, thứ nhất là nguyên do gì và từ đâu, từ một cô Mị tài năng, xinh đẹp, giàu nhân phẩm thế này trở thành một cô Mị như thế này. Đấy là vấn đề thứ nhất mà người ta có thể khai thác các bạn. Và cái vấn đề thứ hai mà người ta khai thác các bạn đó chính là sau khi làm dâu nhà thống Lý với một cái hình ảnh cô Mị như thế này, thì Mị đã có hai lần trỗi dậy. Và hai lần trỗi dậy giấy, mục đích của nó là gì? Lần trỗi dậy thứ nhất đó chính là trong đêm tình mùa xuân. Trong đêm tình mùa xuân, khi Mị trước khi bắt đầu vào cái đêm tình mùa xuân này, Mị là một cô gái lùi lũi, câm nín, tê liệt về thể xác, tê liệt về tinh thần, bị ăn mòn về nhận thức, không ý thức được bản thân mình nữa. Nhưng tại sao trong đêm tình mùa xuân Mị lại trỗi dậy? Mị trỗi lại dậy về trong nhận thức, Mị trỗi dậy trong hành động, đúng không ạ? Mị trỗi dậy trong suy nghĩ của mình. Vậy thì đấy cũng là một cái vấn đề mà người ta khai thác các bạn. Và người ta có thể trích cho các bạn một đoạn trong đêm tình mùa xuân và yêu cầu các bạn phân tích hình tượng cô Mị trong đoạn trích sau. Vậy thì hình tượng cô Mị trong đoạn trích đấy đang muốn thể hiện những vấn đề gì và mục đích của nó là gì? Vậy nhớ lại giúp cô, mục đích của hình ảnh cô Mị trong đêm tình mùa xuân là thể hiện khao khát sống, sức sống mãnh liệt và sức sống tiềm tàng. Nhá. Còn cái phân cảnh thứ hai mà các bạn cần phải chú ý về hình ảnh cô Mị đó chính là trong đêm đông cắt dây cửa chói. Cái đêm tịch, trong đêm tình mùa xuân này, Mị có trỗi dậy. Nhưng đấy là sự trỗi dậy của tự phát. Nhớ nhá, tự phát. Nên cái kết quả của nó là không thành công. Mị lại bị A Sử trói đứng. Lại bị A Sử trói đứng. Và cái cuộc trỗi dậy lần thứ nhất không thành công.
Đó, và sau đấy thì sẽ đến cuộc trỗi dậy thứ hai, đó chính là trong đêm đông cắt dây cởi trói cứu A Phủ khi nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ. Thì trong đêm đông cắt dây cởi trói cứu A Phủ này, nó sẽ là sự hiện thân của các vẻ đẹp sau. Vẻ đẹp thứ nhất là cái tình người trong Mị. Mị khi bắt đầu vào đêm tình mùa xuân là một cô gái dửng dưng vô cảm, thản nhiên thổi lửa hơ tay. A Phủ có là cái xác chết đứng đấy thì Mị cũng vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay mà thôi. Có nghĩa rằng là Mị bây giờ không chỉ là cô gái tê liệt về thể xác, tê liệt về tinh thần, ăn mòn về nhận thức, mà đấy là một cô gái đã bị chai sạn về tình người. Dù A Sử có là cái xác chết đứng đấy thì cũng thế thôi. Người ta nói rằng là người ta có thể không quan tâm đến nỗi đau của bản thân, nhưng khi chứng kiến những người xung quanh mình rơi vào hoạn nạn hoặc rơi vào đường cùng, thì cái sức sống trong người ta, cái vẻ đẹp tình người trong người ta sẽ trỗi dậy. Cũng như anh Cu Chàng, vốn dĩ là một người ngờ ngạch khờ khạo, có lớn mà không có khôn. Đấy, anh ấy có thể mang cái câu chuyện của cả cuộc đời mình ra để đùa, của đùa. Nhưng đứng trước tình cảnh của một người đàn bà trong cái hoàn cảnh là rách tả tơi như tổ đỉa, không nơi nương tựa, không người thân thích, không là một con số không tròn trĩnh, thì ít nhất là anh ấy cũng đã trỗi dậy cái tình người để cưu mang một người mang trong mình số không tròn trĩnh, nghèo túng như bà cụ tứ, đời sống cùng người con trai và trong một cái gia đình rách, một cái gia đình rúng gió, mọc những toàn những lổn nhổn những búi cỏ dại, nhưng đứng trước một người đàn bà không nơi nương tựa đấy, người ta có gặp bước đường cùng thì người ta mới lấy đến con của mình, mặc dù là gia đình của bà đến miếng ăn cũng còn không đủ, mặc dù bà là một người bạn, một bà lão gần đất xa trời vẫn còn phải sống trong túng thiếu, nhưng ít nhất đứng trước hoàn cảnh này cái tình người nó cũng đã trỗi dậy. Nhưng chúng ta xót xa thay khi bị đứng trước A Phủ là cái đứng trước A Phủ đấy, chết đau chết đói chết rét phải chết, có nghĩa là cái chết đã được ấn định, nhưng Mị cũng không hề mảy may rung động. Đấy chính là cái ngưỡng cửa cao nhất của sự tê liệt. Người ta tê liệt về thể xác, tê liệt về tinh thần, nó thuộc về phạm trù cá nhân. Nhưng khi con người ta đã tê liệt về tình người thì lúc đấy là cái đỉnh điểm của sự tê liệt. Và Mị lúc này là như thế. Lý giải cho cái nguyên nhân đó có thể đến từ việc Mị đã bị chà đạp và vùi dập quá nhiều lần trong nỗi đau của mình, nên Mị bây giờ trở thành người dửng dưng vô cảm. Và Mị không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi nhìn thấy giọt nước mắt của A Phủ thì Mị mới bắt đầu nhận ra, Mị bắt đầu là thương cảm, nghĩ về bản thân mình, thương cảm cho A Phủ và đồng cảm cho những người cùng mang cái nỗi đau là bị dây trói đứng không thể lau lau đi được, không thể lau đi nước mắt được. Nước mắt có chảy xuống cổ, xuống hai hõm má thì cũng không thể nào lau đi được. Nó thể hiện sự bất lực của một con người trong hoàn cảnh như thế. Và chính cái giọt nước mắt của A Phủ đã là tác nhân đánh thức cái vẻ đẹp tình người trong Mị. Và để cho Mị sau bao nhiêu năm sống trong nhà thống lý Pá Cha, dù kể cả khi dây đai xét xiết vào từng thớ thịt của Mị, Mị cũng không hề nhận ra đó chính là cha con chúng thật độc ác. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân về nhà thống lý Pá Cha, trải qua cả cuộc đời của cha mẹ Mị khi vay nhà thống lý với sự chà đạp nhẫn tâm như thế, Mị cũng không hề nhận thức được điều đấy. Chỉ khi nào con người ta đã đánh thức được cái vẻ đẹp của sợi dây tình người, và khi nào con người ta có thể đồng cảm và cảm thông trước nỗi đau của người khác, thì con người ta mới cảm nhận được điều đó một cách rõ nhất. Và Mị lúc này chính nhờ điều đó, Mị đã nhận ra sự độc ác của con cha con thống lý Pá Cha và quyết và thức tỉnh tình người. Sau đó Mị quyết định cắt dây cởi trói cứu A Phủ. Đấy chính là vẻ đẹp về tình người trong Mị. Sau khi cắt dây cởi trói cứu A Phủ thì có một cái động lực, có một cái tác nhân xúc tác nữa để Mị có thể thức dậy, chứ có thể trỗi dậy cái khao khát sống, lòng ham sống mãnh liệt của Mị để Mị hành động trỗi dậy và nó chạy theo A Phủ thoát khỏi nhà thống lý Pá Cha. Và trong đêm đông cắt dây cởi trói chính là sự hiện thân của sự tự giác đứng lên đấu tranh. Và trong chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ ấy, từ những cái diễn biến như thế thì người ta có thể khai thác các bạn những cái vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất đó chính là
chỉ ra hoặc là nhận xét cái vẻ đẹp tâm hồn của người lao động hoặc là nhân vật mị. Rồi nhận xét cái sự trỗi dậy của nhân vật mị. Trỗi dậy đây là trỗi dậy về nhận thức và trỗi dậy về tinh thần. Còn một cái điều nữa mà người ta có thể khai thác các bạn, đó chính là phân tích sự tê liệt và phân tích sự trỗi dậy của nhân vật mị trong đêm tình mùa xuân. Và cái vấn đề của toàn tác phẩm mà người ta có thể khai thác các bạn, có thể yêu cầu các bạn phân tích hoặc là yêu cầu các bạn nhận xét để làm rõ. Bởi vì mỗi một đoạn trích trong tác phẩm nó đều có một mục đích khác nhau. Ví dụ như là Mị bị chai sạn như này, nó cũng có một cái mục đích. Theo các bạn, cái mục đích miêu tả về hình tượng cô Mị chai sạn, lủi lũi, câm nín. Đấy, không còn nhận thức về bản thân mình nữa. Mục đích là để làm gì? Mục đích là để làm gì ạ? Hello các ông chăm chỉ. Ok, một con ong chăm chỉ nhất đứng ở đây thì không không nói nhá. Có một con ong rất là chăm chỉ đứng đây, đó chính là con ong mang hai màu tím đen. Nào, nào, theo các bạn, theo các bạn, ôi các bạn học hành chăm chỉ nhỉ. Đấy, các bạn có thể lưu cái video này lại, bởi vì trên fanpage của cô thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái video và rất là nhiều bài đăng, thì bạn có thể chia sẻ lại cái Facebook cá nhân của mình, nghĩa là chia sẻ, có nghĩa là lưu lại cái Facebook cá nhân của mình chứ không phải là chia sẻ đâu nhá. Cô các bạn thích giữ cho riêng mình các bạn thì các bạn giữ, còn cô cũng không quan trọng là các bạn chia sẻ hay không chia sẻ. Đấy, các bạn chia sẻ một mình tôi, các bạn giữ cho riêng mình cũng được, không vấn đề gì cả. Đối với bản thân cô thì cô nghĩ rằng là mình đến bằng bằng cái duyên. Đấy, học sinh biết đến cô, nói chung là cô chỉ làm thầm lặng thôi chứ cô cũng không có ý định là PR rầm rộ, hay là cô cũng không có sử dụng những kiểu như seeding hay cộng tác viên gì cả. Nên là chúng ta biết đến cái fanpage của cô cũng là một cái duyên. Bởi vì đôi khi các bạn ấy giấu đi mà. Đấy, và có đến 1.000 người xem ở đây thì thực sự nó cũng là một cái duyên vào giờ phút gọi là 12 rưỡi gần 1 giờ. Đấy, và cô cảm ơn tất cả các bạn đã luôn mong chờ những cái livestream của cô. Nói thật là sáng nay cô bị nào, trong cái quá trình mà cô nói trả lời đi ạ. Cái mục đích để miêu tả hình ảnh cái cô mị như thế này là mục đích để làm gì? Vậy cô hỏi các bạn, mục đích để cho mị trỗi dậy như thế này trong đêm tình mùa xuân để làm gì? Mục đích để cho mị trỗi dậy và trong đêm đông cắt dây cởi trói để phản ánh điều gì? Trước khi các bạn làm bất kể một việc gì hoặc trước khi các bạn phân tích một cái gì, các bạn phải đều hiểu là cái mục đích cuối cùng của đoạn trích đấy là gì? Và bạn cũng phải hiểu là cái mục đích cuối cùng trong hành động này của mình là gì? Đó, và theo các bạn, đầu tiên là thể hiện một cô mị trước khi làm dâu là một cô gái tài năng xinh đẹp như thế này. Đấy, rất là yêu tự do, yêu lao động, lúc nào cũng căng tràn sức sống như một bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc đang nở những cánh hoa khoe sắc nhất, tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất. Nhưng thật là buồn khi cái bông hoa đấy lại bị ngắt lìa cành. Đó, và không biết là cái bông hoa đấy khi bị ngắt lìa cành rồi thì sẽ phải sống như thế nào, sẽ phải vươn lên ra sao, sẽ phải đối chọi trước cái sự tàn nhẫn đấy như thế nào. Nó đều có mục đích của nó cả. Vậy theo các bạn, mục đích để miêu tả một cái cô mị câm nín lủi lũi đấy, sống cũng không muốn chết, đúng không ạ? Đó, rồi khổ cả về thể xác, khổ cả về tinh thần, tê liệt và chai sạn như thế này, mục đích để làm gì? Nào, các con giời của tôi đâu rồi? Mục đích để làm gì ạ? Chưa gì em đã thấy các bạn trường em xem rồi à? À đúng rồi, để tố cáo cái xã hội thực dân phong kiến miền núi. Có nghĩa là xã hội thực dân phong kiến miền núi nó dùng cường quyền, thần quyền và những hủ tục để ăn mòn nhận thức của con người, để nó làm cho con người đau đớn về thể xác, tê liệt về tinh thần, rồi từ đấy gì ạ? Và có được cái này là do nó đã bị ăn mòn về nhận thức rồi, đúng không ạ? Đấy, đấy chính là cái mục đích thứ nhất. Mục đích thứ nhất là phản ánh hiện thực, phản ánh cái xã hội thực dân phong kiến miền núi đã dùng cường quyền, thần quyền để chà đạp, áp bức, bóc lột con người đến mức mà con người ta chai sạn về thể xác, tê liệt về tinh thần và ăn mòn về nhận thức. Rồi cụ thể trong quá trình mà sau này khi cô phân tích từng đoạn trích á, thì cô sẽ chỉ rõ cho bạn những cái vấn đề này. Bởi hôm nay các bạn chỉ học khái quát cho cô thôi. Về vợ chồng ác phủ thì cô sẽ hướng dẫn các bạn trong vòng 3 buổi nhá. Vợ chồng ác phủ cô sẽ hướng dẫn bạn trong vòng 3 buổi. Trong hôm nay thì cô hướng dẫn bạn khái quát nhất. Còn buổi mai thì cô sẽ hướng dẫn các bạn về 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 cụ thể nhân vật mị. Còn buổi kia cô sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về nhân vật A phủ. Đấy, và các vấn đề xoay quanh nó.
Hôm nay chúng ta chỉ cần học khái quát để chúng ta hiểu bản chất của các vấn đề, bản chất của các đoạn trích, bản chất của các nội dung xuất hiện trong vợ chồng A Phú thôi. Chỉ khi nào các bạn hiểu bản chất thì đề ra kiểu gì thì các bạn cũng sẽ xử lý được nhá. Rồi, vậy đây chính là cái đoạn mà miêu tả hình ảnh cô tê liệt, bị chai sạn. Đấy chính là nói về nỗi thống khổ của người lao động. Và gây nên cái nỗi thống khổ đấy chính là cái xã hội thực dân phong kiến miền núi đã dùng cường quyền, thần quyền và những hủ tục để chà đạp, áp bức, bóc lột con người để đến mức mà họ trở thành người như thế này. Đúng không ạ? Và trong Đêm tình mùa xuân ấy là đang nói về cái sự trỗi dậy của Mị trong nhận thức và trong hành động. Đang từ một cái cô gái như thế này, đấy, Mị bắt đầu cảm thấy phơi phới trở lại. Trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị nhận ra Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi và Mị hành động để Mị đi chơi. Còn đâu đang lùi lũi, đang câm nín, đang tê liệt, đang ăn mòn về nhận thức, tự dưng là Mị lại tự dưng có một cái tác nhân, đó chính là tiếng sáo vào trong đêm tình mùa xuân. Thì Mị bắt đầu là trỗi dậy. Mị nhận ra mình vẫn còn trẻ. Ô, đang như thế này mà tự dưng là nhận ra vẫn còn trẻ, đúng không ạ? Ô, đang như thế này tự dưng lại muốn đi chơi, đang câm nín này, đó, tự dưng lại thấy phơi phới, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Vậy thì nó phải có mục đích. Vậy cái mục đích đấy để làm gì? Đang từ một cô gái câm nín, đang từ một cô gái lủi lũi, đang từ một cô gái gì ạ? Như con rùa nuôi trong xó cửa, tự dưng thấy phơi phới, tự dưng thấy muốn đi chơi, tự dưng thấy mình trẻ, đấy, tự dưng hành động để đi chơi. Điều đó cho thấy là gì ạ? Trong cô này có một sức sống. Và đó chính là sức sống tiềm tàng. Và sức sống ấy vẫn luôn ẩn trong cô Mị, vẫn luôn cháy bỏng trong cô ấy. Chỉ cần có một tác nhân đánh thức thì cô ấy sẽ trỗi dậy. Đúng không ạ? Vậy thì cái mục đích để viết cái cô Mị trỗi dậy, viết được cái cô Mị trong đêm tình mùa xuân cảm thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước, Mị muốn đi chơi và Mị hành động quấn tóc để đi chơi, chứng tỏ rằng trong đêm tình mùa xuân, cái sức sống tiềm tàng, cái khát vọng sống trong cô ấy đã trỗi dậy. Đúng không ạ? Vậy mục đích của đêm tình mùa xuân là cho thấy sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị. Tuy nhiên, đêm tình mùa xuân kết thúc bằng cách đó chính là Mị đã thất bại trong cuộc trỗi dậy lần thứ nhất của mình. Nghĩa là cái sự trỗi dậy này của Mị á đã thất bại. Vậy cái mục đích trong việc là từ một cô gái lủi lũi để cho cô ấy trỗi dậy, rồi để cô ấy thất bại trong cái trỗi dậy của mình, mục đích là gì? Đấy, bây giờ mục đích nhá. Mục đích của cái cho cô ấy trỗi dậy vào đêm tình mùa xuân để làm gì? Cô có rất là nhiều bạn rất là thích vòng của cô Dương. Đấy, và trong một cái đêm rất là nhiều người xem như thế này. Đấy, và chúng ta gặp nhau vào cái lúc 11 giờ, lúc 1 giờ đêm như thế này thì thực sự không phải là cái page nào cũng làm được. Và cô nghĩ như thế, nên là sẽ rất là có duyên nếu như mà cô có thể tặng được một món quà của mình. Đó chính là một chiếc một cái hộp quà như thế này. Đây chính là một hộp quà mà cô Dương dành tặng cho nhóm kín của mình. Thật ra thì nó còn dư vài hộp nữa. Trong cái hộp này là có hai cái bút nước, có một cái bút chì và một cục tẩy. Và đấy là những cái phần quà mà cô Dương đã đi xin lộc ở mộ chị Võ Thị Sáu, với mong muốn là các bạn sẽ kiên cường vững mạnh trong cái kỳ thi sắp tới và trong cái con đường của bạn sau này, luôn luôn mang trong mình cái sự kiên định, ý chí như thế. Đấy, và trong cái buổi tối ngày hôm nay thì cô sẽ dành một cái hộp quà như thế này để dành cho bạn nào trả lời được câu hỏi kia. Nào, theo các bạn, cái mục đích để cho Mị đang câm nín, thôi thì cứ để câm nín luôn đi. Đấy, nhưng mà mục đích là để làm trỗi dậy sức sống tiềm tàng. Thế đã trỗi dậy thì cho trỗi dậy hẳn luôn đi, để cho nó có một cái kết quả thành công, để cho con người ta còn có hy vọng ở tương lai. Nhưng lại vùi dập thêm một lần nữa để làm gì? Đấy, để làm gì ạ? Để làm gì? Để làm gì hả các bạn? Để làm gì? Đặt con người trong nghịch cảnh để bộc lộ rõ bản chất khát vọng sống, sự nhận thức. Cô muốn một cái câu trả lời nó cụ thể và rõ ràng hơn. Mục đích này là để làm gì? Và cũng từ cái mục đích này mà người ta có thể khai thác các bạn một cái yêu cầu phụ. Đấy, một cái yêu cầu phụ luôn. Nào, mục đích để làm gì?
Thế cho trỗi dậy là một là cho trỗi dậy thành công đi, để cho đỡ mất công viết trỗi dậy, đúng không ạ? Cô đọc lại câu hỏi đi. À, để làm bàn đạp cho đêm tình, cho đêm đông hả? À, để cho lần sau quyết liệt hơn, nổi lên rồi vùi xuống, xong cho thấy sức mạnh phi thường của con người. Chính ra Xuân Diệu phải trả lời được câu này chứ. Hả? Làm đòn mẩy cho cách mạng. Vợ chồng áp vũ đoạn cuối, ôn đoạn nào nữa, để tô đậm thêm bi kịch và từ đó làm bừng lên cái sức sống mãnh liệt của Mỹ. Ừ, có nghĩa là như thế này này. Chưa trả lời đúng. Đây là một nỗi đau, và đây lại một nỗi đau nữa. Có nghĩa rằng là để cho người ta liên tiếp bị vùi dập như thế, liên tiếp những cái nỗi đau như thế, là để cho thấy nỗi thống khổ của người lao động miền núi. Tôi nghĩ rằng là các ông bà nhóm kín thì phải rất là thông thạo cái câu trả lời này chứ. Đấy, là gì nhỉ? Là để cho thấy nỗi thống khổ của người lao động miền núi. Có nghĩa rằng là họ không chỉ bị chà đạp về thể xác, họ không chỉ bị chà đạp về tinh thần, họ không chỉ bị để ăn mòn về nhận thức để trở thành một con người lùi lũi câm nín như thế này, mà họ gì ạ? À, họ bị chà đạp đến tận cùng của nỗi đau. Đây đã là nỗi đau chưa? Đây đã là nỗi đau rồi. Nhưng đối với cái sự độc ác của bọn thực dân miền núi ấy, thế vẫn chưa đủ để cho con người ta có cơ hội ngoi lên, nhưng phải vùi con người ta thêm nhiều lần nữa. Cũng như nỗi đau của Chí Phèo. Chí Phèo đã trượt dài trên con đường lưu manh hóa, đấy chính là nỗi đau khổ nhất của con người rồi. Không ai muốn mình trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Chính bản thân Chí Phèo cũng không muốn rạch mặt ăn vạ. Và đấy là lý do tại sao để nó uống rượu suốt ngày đêm. Bởi vì chỉ có say mới có thể rạch mặt ăn vạ được thôi. Chỉ có say mới đập đầu ăn vạ được thôi. Còn bình thường không muốn như thế. Đấy. Nhưng mà cái nỗi đau của con người trong chế độ thực dân ở đây đó chính là gì? Đó chính là con người ta không bị một nỗi đau, mà bị nhiều nỗi đau chồng chất lên nhau. Và nỗi đau chồng chất lên cuộc đời của Chí Phèo sau khi bị trượt dài trên con đường lưu manh hóa là gì? Là cho thấy được Chí muốn lương thiện. Nhưng cái xã hội đấy nó có cho Chí lương thiện hay không lại là một điều khác. Và đấy là lý do tại sao Chí lại phải chết cùng quẫn trong vũng máu của mình. Đấy chính là không ai cho tao được làm người lương thiện. Và người lao động miền núi cũng thế. Họ không chỉ bị nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần, mà họ còn bị vùi dập dưới tận cùng của sự đau khổ. Và đấy chính là nỗi thống khổ của người lao động. Và cũng sẽ có rất là nhiều đề thi người ta yêu cầu bạn là phân tích nỗi thống khổ của nhân vật Mỹ. Đấy, hoặc là từ đó nhận xét nỗi thống khổ của người lao động miền núi lúc bấy giờ trong chuyện ngắn Vợ Chồng A Phụ. Được chưa? Chứ cô nghĩ rằng là nhóm kín phải trả lời câu hỏi này một cách thông minh vách chứ nhỉ? Trời ơi, đau khổ tận cùng. Đau khổ tận cùng. Nó đúng là nó là bàn đạp, nó là cái nền để cho đêm tình mùa xuân trỗi dậy một cách mãnh liệt hơn. Chỉ khi nào con người ta bị vùi dập, chỉ khi nào con người ta đứng dưới nỗi tận cùng của nỗi đau, thì lúc đấy cái khát vọng sống trong người ta mới là ngọn lửa phun trào hủy diệt tất cả mọi thứ, kể cả là sự độc ác mà họ đã từng khuất phục. À, mà họ đã từng cam chịu. Và đấy cũng chính là lý do để cho Mỹ trong đêm đông có thể quyết liệt hơn trong cái hành động của mình, là chạy theo A Phủ thoát khỏi nhà thống lý Ba Cha. Trời đất ơi. Trời ơi là trời ơi. Xong chưa? Xong chưa? Và càng vùi dập dưới nỗi đau của con người thì càng cho thấy cái sự độc ác của bọn thực dân miền núi. Ok chưa ạ? Đấy, càng tội ác. Và cũng có thể là người ta cho yêu cầu bạn phân tích cái đoạn Mỹ bị tê liệt này, và một cái đoạn mà A Phủ bị đánh. Sau rồi người ta yêu cầu bạn là phân tích nỗi thống khổ của người lao động. Và đây cũng chính là cái đề mà cô vừa mới chữa cho nhóm cấp tốc xong. Ok chưa? Vừa mới chữa cho nhóm cấp tốc xong đấy. Đừng đùa, ông bà nào nhóm cấp tốc đang xem thì tự xem lại bản thân mình đi nhá. Đấy, tự xem lại bản thân mình đi. Ok ạ? À? Xong chưa? Đấy, và lại càng cho thấy cái hiện thực của người dân miền núi. Họ đau đớn đến mức nào, đúng không ạ? Cuộc sống của họ thống khổ đến mức nào, tận cùng đến mức nào. Xong chưa ạ? Xong chưa ạ? Đó, ok chưa? Thế nhá. Rồi, còn trong đêm đông cắt dây cởi trói, thì tại sao từ một cô mị rừng rưng vô cảm như thế, từ một cô gọi là chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, tất cả gì là rất gì ạ? À, tất cả không bằng một ngọn lửa, mà mị lại có thể cắt
quyết định cắt dây cởi trói cứu A khổ, một hành động mà chính mị sau khi cắt xong cũng không nghĩ là mình có thể làm được một việc tày trời như thế. Tại sao? Nó cho thấy điều cái mục đích của nó là gì? Cái mục đích của nó là cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, là họ luôn mang trong mình và luôn luôn giữ một cái, đó chính là sợi dây của tình người, vẻ đẹp của tình người. Và chính vẻ đẹp của tình người đã giúp họ có một cái hành động quyết liệt trong cuộc đời mình, đó chính là cắt dây cởi trói cứu A Phủ. Và sau khi cắt dây cởi trói cứu A Phủ xong thì Mỹ trỗi dậy. Đó chính là Mỹ đã quyết định chạy vụt theo A Phủ và trốn khỏi nhà thống lý Ba Cha. Và điều đấy cho thấy rằng là cái khát vọng sống trong người ta quá lớn, thì lúc đấy người ta sẽ có sức để chống lại những thứ mà đã gây nên nỗi đau. Và Mỹ cũng vậy. Trong cái đêm đông cắt dây cởi trói ở đoạn cuối, Mỹ đã vùng chạy theo A Phủ. Chính cái bước chân vùng chạy đấy của Mỹ đã đạp đổ mọi chế độ thực dân miền núi. Và toàn bộ truyện ngắn Vợ chồng A Phủ này, khi viết về quá trình đấu tranh, khi viết về nỗi đau của Mỹ và những vẻ đẹp trong tâm hồn của Mỹ, đã cho thấy quá trình đấu tranh đi từ tự phát đến tự giác của người lao động miền núi. Đấy, đấy chính là toàn bộ cái chuyện này. Đấy chính là nói về vẻ đẹp của cô Mị. Đấy, đây giờ tổng kết toàn bộ về cô Mị là nó chỉ có như thế thôi. Đấy ạ, nó chỉ có như thế thôi. Nó không có cái gì hơn nữa cả. Ok, ok chưa ạ? Nhưng mà đấy là xem là đấy chính là tổng kết thôi. Còn để các bạn có hiểu cái tổng kết vừa rồi hay không ấy, thì cô sẽ đến một cái bài gọi là thử một cái đề, xem các bạn hiểu nó như thế nào. Đây, ví dụ như thế này. Ví dụ như là người ta cho các bạn một cái đề như thế này, và người ta yêu cầu các bạn phân tích luận trích xong. Đây, người ta yêu cầu bạn là: ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Pá Cha, thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh cái tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, dệt vải, thái cỏ hay chẻ củi từ dưới, hay cõng nước từ dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, cái mặt buồn rười rượi. Rồi, đấy, người ta thường nói nhà thống lý Bá Cha thế nọ thế kia. Đấy, và người ta yêu cầu là phân tích nhân vật Mị, phân tích hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích sau, từ đó nhận xét ngòi bút hiện thực của nhà văn Tô Hoài. Cô chưa cần biết là các bạn phân tích kiểu gì, và cô chưa cần biết các bạn định hướng ra sao, nhưng mục đích của cái đề này là gì? Đấy là cái mà cô muốn các bạn hỏi. Cô muốn các bạn trả lời trong cái buổi livestream ngày hôm nay, trong cái buổi học ngày hôm nay. Mục đích của đề này là gì? Chưa cần phải tìm luận điểm, chưa cần phải phân tích, chưa cần biết là phải có những cái luận điểm, luận cứ gì, chưa cần biết các bạn xử lý ra sao. Cô chỉ cần biết rằng là khi đọc cái đoạn trích này, người ta muốn các bạn làm rõ điều gì, và mục đích của cái đề này là gì. Khi nào bạn hiểu được mục đích của đề, các bạn mới xác định được cái hướng để giải quyết. Bây giờ bạn xác định giúp cô mục đích của đề này là gì. Khi đây là đoạn văn miêu tả về hình tượng cô Mị sau khi làm dâu nhà thống lý, vậy nhớ lại cho cô Mị sau khi làm dâu nhà thống lý là thế này, đúng không ạ? Cô Mị sau khi làm dâu nhà thống lý là ốp đúng cái đoạn này rồi, đúng chưa? Đây chính là đoạn văn miêu tả cô Mị sau khi làm dâu nhà thống lý. Tại sao cô lại dạy theo cái cách này? Cách dạy của cô khó hiểu không ạ? Trước tiên cô muốn hỏi các bạn là cái cách dạy của cô khó hiểu không ạ? Cô sẽ không đi khai thác từ tác giả tác phẩm là phân tích nhân vật Mị, rồi phân tích nhân vật A Phủ, rồi phân tích tình huống truyện, rồi phân tích giá trị nhân đạo. Cô không có phân tích như thế. Cô phân tích như thế này. Trước tiên cô muốn hỏi là các bạn có dễ hiểu không đã? Chưa tính đến hay, cô dạy bình thường lắm. Cô chỉ mong một cái khao khát lớn nhất trong cuộc đời cô là cô dạy dễ hiểu thôi. Còn cô chưa tính đến hay. Hay có thể là mong muốn là 10 năm nữa, 20 năm nữa hay là vừa. Thế còn bây giờ mới chỉ gọi là tập tõm ở trong cái ngành này có khoảng tầm 5, 6, 7 năm. Nên là chưa mong muốn hay, không thể nào địch được với các cây đa cây đề. Đấy, có chục năm nữa thì may ra. Bây giờ cô chỉ khao khát mong muốn duy nhất của cuộc đời mình khi đi dạy đến giờ phút này là dạy dễ hiểu. Các bạn có thấy dễ hiểu không đã? Các bạn thấy dễ hiểu không đã? Đúng không ạ? Không, dễ hiểu đúng không? Dễ hiểu đúng không? Chưa bàn đến hay. Làm sao mà bàn được đến hay đấy? Cái gì đây ạ? Ok. Mục đích của nó là gì? Mục đích cho cái đoạn trích này là gì? Nó tóm lại là mục đích của cái đoạn trích này là về nói về cái gì? Thế cho nó nhanh. Hiểu hay không là biết ngay.
Cái đoạn trích này đang miêu tả về cô Mị sau khi làm dâu nhà thống Lý là cái này đúng không? Cô vừa mới nói cái mục đích của nó xong. Vừa mới nói xong. Nào, nó ốp đúng cái đoạn này rồi. Cái đoạn này, cái chỗ này này là cho thấy mục đích của nó là gì? Nhanh lên các ông bà ơi, sao chậm chạp thế à? Mục đích blog này lập để đi bình luận dạo chưa đúng với sát với yêu cầu đề lắm. Ồ đúng rồi, mục đích là để làm gì ạ? Mục đích là để nói về nỗi khổ của cô Mị, đúng không ạ? Đúng chính xác. Mục đích là đang nói về cái nỗi khổ của Mị, nỗi khổ của Mị, và từ cái nỗi khổ này của Mị này sẽ cho thấy sự độc ác, sự tàn bạo của bọn thực dân phong kiến miền núi, đúng không? Đấy, nó đã biến Mị trở thành này. Đây chính là hình ảnh cô Mị với những nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần. Và qua cái nỗi đau này của Mị cho thấy cái sự tàn bạo của bọn thực dân phong kiến miền núi đã đẩy con người vào cái nỗi thống khổ này, đúng không ạ? Là khổ về thể xác và khổ về tinh thần. Vậy suy ra rằng là các luận điểm mà các bạn có thể xây dựng trong bài viết của mình, thứ nhất là hiện cảnh của Mị sau khi làm dâu nhà thống Lý, đúng không ạ? Và nguyên nhân để dẫn đến cái nỗi đau đấy là gì ạ? Đấy nhá. Vậy các bạn có thể xây dựng các luận điểm như sau. Thứ nhất đó chính là hiện cảnh của Mị. Hiện cảnh của Mị. Cụ thể trong hiện cảnh của Mị sẽ có hai ý. Thứ nhất là nỗi đau về thể xác. Ok chưa? Nỗi đau hay còn gọi là nỗi khổ thì cũng được. Nỗi đau về thể xác. Và thứ hai đó chính là nỗi đau về tinh thần. Đúng chưa? Đấy, nỗi đau về tinh thần. Và cái vấn đề thứ hai các bạn nói đó chính là nguyên nhân để dẫn đến cái nỗi đau đấy. Nguyên nhân dẫn đến cái nỗi đau này đó chính là do cường quyền thần quyền với những hủ tục miền núi đã làm cho Mị như thế này. Xong chưa? Đấy, cách xử lý nó đơn giản như thế thôi. Còn khi đứng trước cái đề này, phân tích hình tượng cô Mị trong đoạn trích sau. Thứ nhất đó chính là hiện cảnh cô Mị, nỗi đau về thể xác ở đây đó chính là gì? Buồn. Nỗi đau về thể xác đó chính là dù quay sợi, dệt vải, thái củi hay cõng nước từ dưới khe suối lên, cô ấy cũng buồn rười rượi. Nhớ nào, đấy cô ấy khổ, khổ như thế này. Được chưa? Đấy khổ này, khổ về thể xác đây, khổ về tinh thần là lúc nào cũng buồn. Đấy, đúng không ạ? Lúc nào cũng buồn rười rượi. Đấy nó quay sợi gai bên tảng đá gợi ra cái sự lạnh lẽo cô độc. Đúng chưa? Đấy, cô ấy là mang thân phận là làm dâu gạt nợ. Cái câu này này, cái câu này này. Nhà thống Lý pá cha ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán giàu lắm. Nhà nhiều nương nhiều bạc nhất đất Hồng Ngài. Thế thì con gái nó việc gì phải khổ? Chính cái ý văn này đang nói về cái số phận của Mị, cái số kiếp của Mị. Đó chính là kiếp làm dâu. Nhưng mà khổ nỗi là gạt nợ cơ. Được chưa ạ? Làm dâu nhà giàu đã khổ rồi. Nói thật là người ta nói rằng là cái kiếp làm dâu là cái kiếp đau đớn nhất trong cái cuộc đời này. Đấy. Đặc biệt là làm dâu nhà giàu. Xong lại còn làm dâu nhà giàu lại gạt nợ nữa thì cay đắng muôn phần. Đây, đây chính là gọi là thân phận của Mị này. Thân phận làm dâu gạt nợ. Đấy, hiện cảnh của Mị nhá. Đấy là khổ về thể xác. Đây là nỗi đau khổ về thể xác này. Nỗi đau về khổ về tinh thần đó chính là làm dâu gạt nợ. Khi đã làm dâu gạt nợ thì là nô lệ, là người ở không công. Chưa ạ? Đấy, chứ không phải làm dâu. Thân phận còn thấp hơn cả con trâu, con ngựa. Đấy chính là nỗi đau về tinh thần. Đúng không ạ? Nỗi đau về tinh thần. Đó. Và nguyên nhân để có nỗi đau về tinh thần này đó chính là gì ạ? Bọn này dùng cường quyền, thần quyền và những hủ tục để ăn mòn nhận thức con người. Vậy khi viết về nguyên nhân, bạn viết cho cô ba ý. Thứ nhất là cường quyền, thứ hai là thần quyền, thứ ba là gì ạ? Hủ tục của những người dân miền núi đã ăn mòn nhận thức của con người. Đấy chính là cúng trình ma. Xong chưa? Đấy, phân tích chưa? Và mục đích của cái này là gì ạ? À, qua đấy, qua cái nỗi đau về thể xác của Mị, qua cái nỗi đau về tinh thần của Mị đã gì ạ? Lên án tố cáo xã hội thực dân miền núi đã chà đạp áp bức con người đến tận cùng của đau khổ. Mục đích của đoạn này là thế. Mục đích của cái đề này là thế. Các bạn cứ thấy, cô thấy rất là nhiều bạn nói là cái đề này khó.
Nếu như đề cho bằng cái đoạn trích này là khó, nhưng cô chả thấy gì là khó cả. Đây, xử lý luận điểm thứ nhất là nói về hiện cảnh của Mị. Đấy, Mị bây giờ là nỗi đau về thể xác. Đoạn đầu tiên là bạn giới thiệu về Mị, xong bạn nói về hiện cảnh của Mị bây giờ sau khi làm dâu nhà thống lý là khổ về thể xác, khổ về tinh thần. Và nguyên nhân để Mị khổ như thế đấy chính là Mị bị cường quyền. Mị bị cường quyền bắt về làm dâu gạt nợ thống lý. Mị bị những hủ tục của người dân miền núi chà đạp áp bức. Mị bị thần quyền, đó chính là cúng trình ma nhà thống lý rồi, nên không dù chết cũng phải theo gót ngựa của chồng. Đấy chính là con ma nhà thống lý đã nhận mặt Mị rồi, nên Mị phải chết ở ở đây đến bao giờ chết thì thôi. Và qua đó các bạn nói thêm một cái luận điểm nữa, đó chính là qua cái nỗi khổ về Mị của Mị cho thấy được sự tàn bạo độc ác chà đạp áp bức bất công của thực dân miền núi. Được chưa ạ? Đã đẩy con người đến cái nỗi đau như thế này. Thế thôi, có vấn đề gì đâu. Có vấn đề gì các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy cái bảng này cô có cái sức mạnh kỳ diệu không ạ? Đấy, các bạn có thấy cái bảng này của cô có sức mạnh kỳ diệu không ạ? Các bạn thấy cái bảng tóm tắt của cô từ đầu bài giảng ấy, nó có sức mạnh kỳ diệu không ạ? Quá kỳ diệu luôn. Ok chưa? Thôi cho các bạn một cái này là cái gì nhá? À đây đây chính là luận điểm. Sorry. Đây chính là luận điểm. Ừ, mới đầu định sâu cái luận điểm. Thôi luận điểm này để mai học. Luận điểm này ok, luận điểm đấy để mai học. Bây giờ cô lại có cho các bạn một cái đề này nữa. Và các bạn xử lý giúp cô đi, các bạn dựa vào cái bảng mà lúc đầu cô phân tích cho bạn ấy. Đấy, để các bạn xử lý cái đề này cô. Các bạn chỉ cần nói mục đích thôi là các bạn sẽ định hướng được luôn. Học theo cách của cô Dương là các bạn học bản chất rồi các bạn suy ra, chứ bạn không cần phải nhớ nhiều, không cần phải dập khuôn nhiều. Nào, nếu đề cho các bạn cái này: phân tích sự trỗi dậy của Mị trong đoạn trích sau. Ngày Tết Mị cũng uống rượu, Mị lấy hũ rượu uống ực từng bát rồi Mị say. Mị lị mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng người hát, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước Mị thổi sáo cũng hay như thổi lá. Tóm lại là cho cái đoạn này: phân tích sự trỗi dậy của Mị trong đoạn trích sau. Cô vừa mới nói với các bạn rồi, sự trỗi dậy của Mị á, các bạn nhìn lại cái bảng thần kỳ ngày lúc đầu cô show cho bạn đi. Các bạn nhìn giúp cô cái bảng thần kỳ ngay từ đầu cô show cho bạn đấy. Ngay từ đầu cô show cho bạn một cái bảng thần kỳ, cô có nói với các bạn. Thôi lướt cái này đau đầu quá, lướt cái này đến đêm mới thấy luôn. Thôi stop. Ui. Sao nhỉ? Sao cứ nhảy loạn lên nhỉ? Đấy, khổ lắm, khổ tâm lắm. Khổ tâm quá đi thôi. Sao cứ nhảy loạn lên đấy nhỉ? Ok. Ở trong cái bảng thần kỳ mà cô có nói với bạn ấy, đó chính là gì ạ? Đó chính là Mị trỗi dậy. Mị trỗi dậy trong cái gì ạ các bạn? Mị trỗi dậy trong nhận thức và Mị trỗi dậy trong hành động. Vậy các bạn chỉ cho cô đâu là nhận thức và đâu là hành động, và mục đích của sự trỗi dậy đấy là để làm gì? Được chưa ạ? Nhá, trỗi dậy của Mị ấy thì có hai cái ý. Một là trỗi dậy về nhận thức. Đấy, người ta có nhận thức thì người ta mới hành động được chứ. Chẳng có ai hành động xong rồi nhận thức cả. Đúng không ạ? Nhận thức, một là nhận thức. Mị nhận thức được về cái gì? Mị nhận thức được về nỗi đau của mình. Đúng không ạ? Đấy, Mị nhận thức được nỗi đau của mình. Mị nhận thức được về hoàn cảnh của mình. Đúng không ạ? Đấy, và Mị nhận thức được, Mị nhận thức được nỗi đau và hoàn cảnh của mình. Sau đó là Mị hành động. Mị hành động đúng không ạ? Đấy, Mị hành động. Vậy thì cuối cùng sau xử lý xong thì cái mục đích của cái việc trỗi dậy này là gì? Nào xem có ông nào trả lời được không ạ? Ông nào trả lời được? Ngay từ đầu cô đã phân tích rồi. Cô còn thấy chữ nhảy lung tung, nói gì nem. Nào, cái gì kia? Học đi thôi nó cô ơi, nó gào thét cái gì mà ầm ĩ vậy? Hả? Con bé cái gì nỗi đau kia nó gào thét thì ầm ĩ là mục đích là gì nào? Nào học đi thôi, thử trả lời xem nào. Học đi thôi nhớ không nhầm là của nhóm cấp tốc. Phải không? Phải không? Mục đích là gì? Đấy, mục đích là từ cái cô Mị lầm lũi, từ cái cô Mị câm nín thì tự dưng hôm nay lại trỗi dậy.
Tự dưng mà đến tình một xuân lại trỗi dậy, cô chưa quan tâm đến tác nhân là gì, cô chưa quan tâm đến cô ấy chế giữa trỗi dậy cái gì, cô chỉ cần biết là cô trỗi dậy thôi. Vậy tại sao từ một cô bị lầm lũi như thế lại trỗi dậy? Nó phải có mục đích trong sự trỗi dậy của nó. Vậy mục đích ở đây là gì? Không phải để nảy sinh ý thức. Trời ơi, nghĩa là từ nãy đến giờ tôi nói mà ông bà không nghe thấy. Mục đích là cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của My. Trời đất ơi, tôi đến cắn lưỡi tự tử luôn á. Trời ơi, cho thấy được vẻ đẹp tâm hồn. Và cụ thể của cái vẻ đẹp và tâm hồn đây chính là sức sống tiềm tàng. Ôi trời, có khi phải giảng lại cái bài này từ đầu cũng nên á. Đây đây, cái bảng thần kỳ tôi cho các ông bà ngay từ đầu ở đây. Chắc tôi chết quá. Đấy, thế nay mà đi thi nó cho mấy cái đề kiểu kia thì tôi chết rồi, sặc gạch rồi, đúng không? Sao mà lâu thế hả em ơi? Em quay lại hộ chị cái đi. Kia kìa, kia, đây 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 đây. Trời ơi, vừa mới nói là đây đêm tình mùa xuân đây. Ôi, này tí đi ngủ không ngủ ngon được mất. Cô vừa mới nói là mục đích của đêm tình mùa xuân là đêm tình mùa xuân là cho thấy sự trỗi dậy của Mỹ, trỗi dậy trong nhận thức và trỗi dậy trong hành động. Còn mục đích của cái đấy là cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của Mỹ, đấy chính là khao khát sống, sức sống và sức sống tiềm tàng. Và đấy là lý do mà tại sao đề hỏi là phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ trong đoạn trích sau đấy ạ. Thôi, kết thúc ở đây không, tôi tăng sông nữa, mai không dạy nữa. Ok chưa? Ơi! Trời ơi! Thôi, tôi buổi học hôm nay dừng ở đây, tôi mà dạy nữa tôi tăng sông. Có khi bây giờ tôi đi quay TikTok. Ok, nói đùa vậy thôi. Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiến tiếp. Ok thế nhá, và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tiếp nhau. Theo, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi đến giờ phút này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo. Ok, bye bye.